Thưa cha, con muốn bảo đạo. Một giáo dân tới gặp cha xứ và than phiền. Thành Long mến chào cộng đoàn. Trong xã hội ngày nay, con người bị lệ thuộc vào những tiện nghi vật chất. Phần nào đó cơm áo gạo tiền khiến chúng ta không còn tâm trí thì giờ để thờ phượng Thiên Chúa. Một giáo dân tới gặp vị linh mục và nói rằng: Thưa cha, con muốn bỏ đạo, con không muốn đi lễ nhà thờ nữa. Linh mục hỏi: Vậy à, con có thể cho cha biết lý do không? Người thanh niên trả lời: Lạy Chúa tôi, ở đây con thấy cô này nói xấu cô kia, anh đọc sách thánh thì đọc dở, ca đoàn vừa chia rẽ vừa hát sai. Người đi xem lễ chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, đó là không nói đến, ngoài nhà thờ họ là những người ích kỷ, cao ngạo. Linh mục nói với anh: Con có lý, nhưng trước khi dứt khoát rời nhà thờ, con có thể làm cho cha việc này không? Con hãy rót một ly nước đầy rồi đi quanh nhà thờ 3 vòng mà không làm đổ một giọt. Sau đó con có thể bỏ nhà thờ. Người thanh niên nhanh nhẩu: Quá dễ thưa cha. Và anh đi 3 vòng như cha xứ dặn. Đi xong anh về nói với cha: Rồi, con đi xong rồi. Linh mục hỏi: Khi con đi, con có thấy cô này nói xấu cô kia không? Người thanh niên trả lời: Thưa cha không. Con có thấy người này, người kia thờ ơ với nhau không? Người thanh niên đáp: Thưa cha không. Con có thấy người này, người kia chúi mũi vào điện thoại không? Người thanh niên vội nói: Không, con không thấy. Con có biết vì sao con không thấy không? Vì con tập trung để ly nước không bị đổ. Con biết đó, cuộc đời cũng như vậy. Khi tâm hồn chúng ta tập trung vào Chúa Kitô thì chúng ta không có thì giờ để nhìn các sai lầm của người khác. Ai ra khỏi nhà thờ vì các Kitô hữu có đạo đức giả thì chắc chắn họ cũng không vào nhà thờ vì Đức Giêsu Kitô. Thưa cộng đoàn, có ai chưa bao giờ bực mình vì ca đoàn hát sai, vì linh mục giảng quá dài, vì người bên cạnh dám nghe điện thoại cầm tay không? Cám dỗ này quá lớn đối với một số người. Họ tức tối và muốn bỏ nhà thờ, ra đi không trở lại. Lời bàn: Ai ra khỏi nhà thờ vì các Kitô hữu đạo đức giả thì chắc chắn họ cũng không vào nhà thờ vì Chúa Giêsu. Ai bỏ đạo vì các Kitô hữu không ra gì thì chắc chắn họ cũng không đến nhà thờ vì Chúa. Người nhàm chán thánh lễ thường là những người đi lễ cách hời hợt. Người nhàm chán thánh lễ thường là những người đi lễ chỉ để ngắm nhìn nhau. Đã mất công đi lễ thì hãy hoàn toàn tập trung vào Chúa. Đã mất công đến nhà thờ thì hãy để ý chiêm ngắm Ngài. Người mà để ý vào Chúa thì không có bất cứ điều gì có thể làm họ chia chí cả. Nguồn: đứctinjesus.com. Mời cộng đoàn cùng suy nghĩ về video này nhé. Nguyện xin Chúa thánh hóa, sáng soi tâm trí chúng con. Amen.